Để mà có một cây hoa hồng phát triển khỏe sai hoa như thế này thì có rất là nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như thời tiết này, bón phân này, tưới nước này, cắt tỉa này, rồi phòng trừ sâu bệnh. Thì để có một cây hoa hồng ở cái thời điểm tháng 10 này mà sai hoa khỏe như thế này thì được việc đầu tiên là các bạn cần phải làm được cho mình, đó là phòng trừ sâu bệnh và phục hồi cây. Mình biết là nhiều cái cây hoa hồng ở thời điểm sau thời gian mùa hè thì gần như là nó đã yếu rất là nhiều. Loại thuốc mà mình cần ở thời điểm này ấy là phun bọ trĩ và phun thuốc nấm, bởi vì cây cái thời điểm này bọ trĩ nó hoạt động rất là mạnh, do là cái nhiệt độ nó không còn quá nóng nữa thì cái việc sinh sản của con bọ trĩ nó sẽ hoạt động rất là mạnh, nên là mình cần phải phun bọ trĩ. Ngoài ra thì mình sẽ phun thuốc nấm, thì cái thời điểm này thuốc nấm ấy là nó rất là quan trọng để giữ được những cái lá, và sau thời gian mùa hè thì cây nó sẽ bị trụi lá thì mình cần phải phun thuốc nấm. Thì các bạn sử dụng cho mình là cái dòng M8 xanh này để cho cái cây nó giữ được lá, nó không bị vàng đốm lá, không bị rụng thì cây nó mới quang hợp được, thì cái bộ rễ nó mới phát triển. Ngoài ra thì các bạn nên sử dụng cái dòng phân bón phục hồi này để kích thích cái bộ rễ phát triển, nó cải tạo đất và nó giúp kích mầm, bật mầm lên, thì ở cây của chúng ta nó sẽ phát triển tốt ở cái thời gian sau. Để có một cây hoa hồng phát triển tốt ấy, thì có rất là nhiều cách chăm sóc khác nhau, và mình chuyên về chăm sóc cây hoa hồng thì mình sẽ có một cái cách để cho các bạn sẽ phục hồi cây hoa hồng nhanh nhất và tốt nhất, giống như cây hoa hồng của mình ở đằng sau đây.